Hôm nay thì anh sẽ nói rất là ngắn thôi, gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn team Covenant and Timber đầu tiên đã đồng hành với anh trong một năm qua rất là vất vả, và cũng nhận rất nhiều là không biết nói sao. Nói chung là đi anh theo là bị mắng nhiều hơn là được khen. Thì thôi, hôm nay một năm một lần anh xin dành một cái lời khen cho tất cả các bạn bên team Covenant and Timber. Mặc dù rằng là thành tựu mình có mức nào đi nữa thì hôm nay là cũng xin gửi lời tri ân đến tất cả các bạn đã đồng hành với Covenant Entertainment trong một năm qua. Riêng team Covenant Food cũng vậy. Thật ra là chúng ta cũng đi với nhau một năm. Có một số mặt thì chúng ta mới đi với nhau vài tháng thôi. Rất là vất vả. Team bánh mì, team bánh mì là cái team mà tôi yêu thương nhất. Và hiện tại giờ cũng đang rất là mệt mỏi, rất là bơi. Nhưng mà nói gì thì nói là bánh mì là một trong những cái team trong food mà yêu quý nhất. Xin dành đặc biệt một cái tình cảm riêng cho team bánh mì. Hôm nay có các chị bếp ở dưới nữa, cũng rất là vui, vẫn còn thấy những gương mặt quen thuộc, chưa có gương mặt mới. Cái đến lại team cà phê trong Parliament Food thì có cái team Coffee and Choco, thì anh cũng xin gửi lời tri ân đặc biệt cảm ơn tất cả các bạn của team Parliament Coffee and Choco. Lúc đầu thì cứ nghĩ các bạn chỉ là bartender, các bạn chỉ là barista, nhưng mà cho tới lúc mà khi dịch bệnh xảy ra rồi thì mới thấy các bạn này không đơn giản là như vậy. Các bạn có thể nướng thịt, mặc dù là thịt hơi khác một chút đó, mà các bạn có thể bán cơm tấm, các bạn có thể chốt đơn online. Nói chung là các bạn đã làm đủ thứ. Và bây giờ ngay cả là food mart thì cái đội Coffee and Choco có phải nói là một cái biệt đội thần thánh. Hình như là cái đội này là dưới sự dẫn dắt của cô Bảo Trâm đó, thì cái đội này có 6-7 người gì đó, nhớ 6-7 người này bây giờ làm cái gì cũng làm được hết, rất là đáng sợ. Và anh xin dành đặc biệt một cái sự tri ân đến với team Coffee and Choco. Nói đến Coleman Food thì chắc quý vị các bạn vừa rồi các bạn xem được rất nhiều sản phẩm hôm nay chiếu lại, vì chắc chắn là ngày hôm qua thì các bạn xem, có bạn cũng xem được, các bạn không xem được, với lại thường thì các bạn hay dành thời gian để bấm điện thoại nhiều quá. Các cái sản phẩm của team của bên Coleman Food thì hôm nay anh xin đặc biệt cảm ơn team nghiên cứu và phát triển, team R&D, trong đó là bạn Thu Thảo là bạn leader, kế đến là bạn Sương là trưởng cái khối sản xuất, cùng toàn thể tất cả các bạn, không thể nêu tên ra được hết đúng không, nhưng mà gửi lời cảm ơn đặc biệt đến team R&D. Và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ, cái bộ phận R&D của chúng ta sẽ lên tới 20-30 người gì nữa, khi chúng ta có tòa nhà mới sẽ có dành một tầng hẳn để chúng ta làm nghiên cứu và phát triển đó. Bởi vì đối tác sản xuất của chúng ta đã quá mạnh rồi, giờ phần còn lại mình ráng nghiên cứu ra những cái sản phẩm mới, những cái công thức mới. Anh tin chắc rằng với các đối tác sản xuất hiện tại, anh nói là mình tự tin để có thể thống lĩnh thị trường trong thời gian ngắn nhất. Xin đặc biệt cảm ơn team R&D. Rồi dạ, thì và cuối cùng là xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các phần khách, các anh chị em chúng ta đã có mặt ở đây hôm nay. Và mong rằng chúng ta sẽ có một buổi tối hết sức vui, thú vị. Và nhớ đừng bấm điện thoại bây giờ nha, một ly đó, hứa là nói là làm đó nha. Và tất cả các chị
biến rỡ. Bưởi da xanh, dâu xanh, dâu xoan, nắp xanh, chớp chớp. Cùng hàng trăm các loại trái cây, rau củ tươi ngon, xài xíu bự, đảm bảo mùa nào trái đó, trái mùa cũng có. Ngoài việc giúp khách hàng nhận được sản phẩm xứng đáng với giá tiền bỏ ra, đảm bảo an toàn sức khỏe của bản thân và gia đình, Colofarm còn mang theo sứ mệnh giúp người nông dân có đầu ra nông sản xứng đáng với công sức vun trồng, cải thiện đời sống và khẳng định được thương hiệu, vị thế của nông sản Việt. Hy vọng là quý khách hàng thương Thương Dừa, trái nào không ngon thì gọi tới Thương Dừa, không nhắn cho Thương Dừa để Thương Dừa bù lại. Chứ nhiều khi sợ khách hàng buồn á, rồi mà không ủng hộ nữa, cái đó mới sợ. Chúng tôi cam kết ngay ngay hương vị về những nhiều dịch vụ đa dạng như các loại nông sản, dần phát triển trở thành một chuỗi cửa hàng trái cây và nông sản xanh, giúp cho người mua dễ dàng có được những sản phẩm nông sản tươi ngon, an toàn cho sức khỏe. Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết nơi nào uy tín để lựa chọn, hãy đến chúng tôi tại cửa hàng Colofarm, 4540 Hương Phú, phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc liên hệ đặt hàng qua hotline 0904-211-771 Colofarm. Bạn sẽ được phục vụ tận tâm, sẵn sàng đổi trả nếu có bất cứ vấn đề gì về chất lượng sản phẩm. Tiếng giao nghe sao lạc lòng giữa phố chiều lá sao, có tiếng giao ngơ ngác xanh sao khuất sau hàng phố cao cao. Có phải chỉ tôi ra đi từ chốn quê nghèo, có phải mẹ anh buôn ba từ miền Trung xa xôi. Thôi về đi anh, về đi anh, ký túc xa giờ vắng tanh. Tuổi nó đi cả rồi, lao vào những cuộc chơi chỉ còn chúng ta nghẹn ngào chơi vơi. Có tiếng giao như lời mẹ tôi, như lời chị tôi, mang quê hương trên đôi vai gầy, những trái ôi xe, những trái me, đầu phòng luộc đòn gánh tre. Ai mua, ai không mua, ai mua, chỉ có lũ trẻ tí ơi, có chua không, tèo ơi, có đắng không. Giao nghe sao lạc lòng giữa phố chiều lá sao, có tiếng giao ngơ ngác xanh sao khuất sau hàng phố cao cao. Có phải chỉ tôi ra đi từ chốn quê nghèo, có phải mẹ anh buồn ba
từ miền Trung xa xôi. Thôi về đi anh, về đi anh, ký túc xa giờ vắng tanh. Tụi nó đi cả rồi, lao vào những cuộc chơi, chỉ còn chúng ta nghẹn ngào chơi vơi. Có tiếng giao như lời mẹ tôi, như lời chị tôi, mang quê hương trên đôi vai gầy. Những trái ôi xe, những trái me, đầu phòng luộc đòn gánh tre. Ai mua, ai không mua, ai mua, chỉ có lũ trẻ. Tí ơi, có chua không? Tèo ơi, có đắng không? Tí ơi, có chua không? Tèo ơi, có đắng không?